Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh Mai Kingdom nha. Tôi chưa bao giờ đạt tới ước mơ của chính mình, nhưng luôn tìm được phía trước, lắng nghe tim mình mơ ước, tiến lên không lùi bước. Môi luôn luôn cười tươi, cố gắng hết sức mình, không bao giờ ta lùi bước, dù đôi khi ta vấp ngã, đó niềm tin của tôi. Dù đôi khi khó khăn tới, ta phải tự tìm động lực, vì đam mê như lửa cháy đang bừng sáng trong trái tim ta. Thêm niềm tin với đam mê cùng chiến đấu, chinh phục cùng yo-yo. Nào anh em cùng yo-yo với những đam mê ngập tràn ước mơ, mình cùng bước tới và với khát khao ta cười lên gian nan. Tập 30, trận đấu dưới bàn trà. Sư phụ à, sao không nói sớm? Sư công mà uống trà đi. Bác thấy sao sư công, đủ mát chưa? Thuộc lắm. Vẫn là sư công tụi con, thông minh tuyệt đỉnh. Vẫn là sư công tụi con, võ công cao cường nhất. Người giỏi nhất câu lạc bộ trực lửa chính là bác đó. Phải, sư công, kỹ thuật xoa bóp của con có tiến bộ gì không? Tốt quá rồi, có thể dập tắt nhuệ khí của anh Ray, để cho anh ta biết chúng ta có sư công lợi hại cỡ nào. Sư phụ à, người dự định sẽ dùng chiêu thức gì để quyết đấu với Ray vậy? Huấn luyện viên, sư công lợi hại như vậy, dùng đại một chiêu thức cũng khiến cho anh Ray lập tức chịu thua rồi. Sư công à, bác định dùng thủ thuật hay dùng hồi chuyển? Con nghĩ là anh Ray chắc chắn sẽ dùng yo-yo truyền thống. Ê, bác có cần con nhờ chuyên gia làm yo-yo cho bác không? Không cần, bác chỉ quen dùng yo-yo của mình thôi. Sư phụ à, có phải sư phụ sẽ dùng tia lửa điện X không tải siêu mạnh không? Wow, lợi hại quá vậy. Hình như các con đã từng thách đấu với Ray. Ây da. Sao vậy? Bác đừng có nhắc nữa, lần đó tụi con đã thua thảm bại. Đúng vậy, thật sự không muốn nhắc đến. Bởi vì lúc đó các cậu ấy chỉ mới là lính mới. Nhớ lúc đó cả hai tụi con đấu với anh ta nhưng vẫn chịu thua. Hai bên đấu chiêu thức gì mà khó tới vậy sao? Thôi miên.
lính mới và cao thủ đấu thôi miên, kỹ thuật quan trọng nhất trong Jojo chính là thôi miên. Trước đây có phải Hầu Hết cũng thường bắt các con tập chiêu thức này hay không? Dạ phải, lúc mới đầu tụi con đều không hiểu, vì nghĩ rằng chỉ cần tập chiêu thức thôi miên thì nhàm chán quá. Nhưng sau đó dần dần tụi con đã hiểu, tập chắc phần căn bản trước thì tập chiêu thức có độ khó cao mới càng nhanh hơn nữa. Cho nên lần đó anh Ray kêu tụi con lên sân thượng, trên đó gió lớn khiến tụi con hoàn toàn không thể kiểm soát Jojo. Thứ mà Jojo sợ nhất chính là gió. Lúc đó phần cơ bản các em vẫn chưa vững, không kiểm soát được là bình thường. Được rồi, bác quyết định rồi. Chúng ta sẽ hẹn Ray đấu thôi miên. Các con cần phải thuần thục chiêu thức thôi miên. Chúng ta cho Ray được nếm thử mùi thất bại qua lần này. Vậy có khi nào hòa nhau không? Nhất định phải thắng mới khiến anh ta nể phục. Đúng vậy, ở đây cũng không có gió mạnh đến vậy. Yên tâm đi, bắt đầu với cậu ta có gió hay không cũng không quan trọng. Sư phụ, người nói vậy là sao? Ngày mốt sẽ ở tại câu lạc bộ tỷ thí, đánh nhanh thắng gọn để cho các con có thể yên tâm tập luyện chuẩn bị thi đấu, có chịu không? Hiểu. Hai ngày nữa con và Choi ra ngoài có chút chuyện. Sư phụ, trận đấu lần này giao cho sư phụ đó. Yên tâm đi. Choi con qua đây một lát. Ngồi đi. Bác kêu riêng con ở lại là muốn hỏi con một chuyện. Bác Trần có thắc mắc gì cứ hỏi con. Chắc là con hiểu rất rõ về Ray. Cậu ta có thích uống trà không? Chuyện này... Lần trước các cậu đều đã thất bại dưới tay tôi, bây giờ muốn thách đấu nữa sao? Dĩ nhiên, vì trận đấu lần này chúng tôi đã sẵn sàng. Được thôi, vậy thì các cậu ai đấu với tôi đi? Tôi không phải. Tôi cũng không phải. Tôi đói quá. Choi không có ở đây, ba cậu không chịu đấu với tôi, vậy hẹn tôi tới đây làm gì? Tôi sẽ đấu với cậu. Biệt đội rực lửa của các cậu bộ không còn ai nữa sao, mà lại đưa ông bác già ra đấu với tôi? Cậu trẻ người non già, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là gừng càng già càng cay. Được thôi, vậy bác muốn đấu gì đây? Không cần phải vội như vậy, chúng ta vào bên trong rồi từ từ nói. Ngồi đi. Ông bác này thật không đơn giản. Tuy sợi dây được thu ngắn lại, nhưng phát lực rất đều, phát huy hoàn toàn tính năng của Jojo truyền thống kim loại. Dưới tốc độ không tải cao như vậy mà lại có thể giữ nó ổn định. Ủa, nhìn kìa. Chàng trai trẻ, đừng căng thẳng như vậy. Đấu với tôi thôi mà, cậu thua là cái chắc rồi. Thư giãn đi ha. Trò trẻ con này, nếu có thể khiến tôi cảm thấy sợ thì đâu xứng đáng làm quán quân. Trình độ ổn định trong chiêu thôi miên của bác chắc chắn phải thuộc hàng tiền bối. Ly trà này tôi kính bác. Được, chàng trai trẻ tôi thích vậy. Lấy trà thay rượu, chúng ta cạn ly. Trà này uống không ngon, không thấy đã. Cậu đợi một lát nghe, đổi ly trà mới. Nè, cắn hột dưa đi, để cho giống người ở khán đài một chút.
Đây, thử ly trà này đi. Mùi vị này thấy quen chưa? Là la hán quả sao? Anh đã tập luyện lâu lắm rồi, nghỉ một chút đi. Không được, cuộc thi toàn quốc sắp sửa được tổ chức rồi. Anh phải tranh thủ kỳ nghỉ này tập chiêu thức cho thật tốt. Lúc trước bị bệnh, anh đã mất rất nhiều thời gian. Anh nhất định phải tập để cho kịp tiến độ. Ê, anh hoa như vậy mà còn uống mấy cái này nữa. Nè, uống cái này đi. Đây là... Yên tâm đi, không phải thuốc độc, không chết đâu mà sợ. Uống đi. Có ngon không? Rất ngon. Đây là trà la hán quả, giúp giảm ho, rất tốt cho bệnh của anh. Đợi khi nào anh khỏe hẳn, nhất định phải giành được thứ hạng cao nhất trong cuộc thi. Yên tâm, anh sẽ giành được giải quán quân. Em cổ vũ cho anh. Nè, qua ngồi đi. Ngon lắm. Vậy anh uống nhiều vào. Mùi vị này đã lâu lắm rồi phải không? Nếu thích thì uống thêm vài ly. Anh Ray và sư công không phải đến thi đấu sao? Cảm giác không khí hình như có gì lạ lạ. Mấy cậu có muốn biết tại sao không? Tại sao vậy? Đã kêu mấy cậu bình thường ra ngoài siêng năng chăm chỉ phấn đấu học hành một chút, còn phải xem thêm sách ngoại khóa để mở mang hiểu biết. Mình có xem mà. Ý cậu là sao? Mấy cậu không xem qua tiểu thuyết kiếm hiệp hay sao? Thường thì hai đại cao thủ trước khi quyết đấu sẽ có màn chào hỏi một cách điềm tĩnh nhất. Chàng trai trẻ, không ngờ với độ tuổi của cậu mà lại có thể luyện được tới trình độ cao như vậy. Xem ra cậu đã phải nỗ lực rất nhiều. Lão tiền bối, bác cũng thuộc trình độ rất đáng ngờ. Xin chào. Xin chào. Sau đó mới bắt đầu trận quyết đấu. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh Ma Kingdom nha. Wow. Này, trà ngon, rất ngon. Wow. Ly trà này quá ngon, ngon. Trà ngon thì uống nhiều một chút. Wow. Sư công đúng là thâm sâu khó đoán. Wow, sư công. Lợi hại, lợi hại. Tôi thua rồi. Sư công à, không sao chứ? Sư công quả là lợi hại. Một ly trà của sư công đã hạ được anh, còn đòi thi thôi miên. Wow, 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 vô tâm thôi miên. Wow, wow, wow. Cậu chỉ cần đưa tay lên là mình biết cậu muốn làm cái gì rồi. Lão tiền bối hiểu rất rõ về tôi. Ly trà này có ý nghĩa vô cùng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ về đối thủ cũng là cách tôn trọng cuộc thi. Được, hy vọng sau này tôi có thể học hỏi thêm nhiều ở lão tiền bối. Tạm biệt. Tạm biệt.
Sư công, trong trà này có thứ gì đặc biệt mà khiến anh Ray chấp nhận thua cuộc vậy? Sư công, bác có chắc là không bỏ thuốc gì vào trong trà này hay không vậy? Đừng nói lung tung. Bác là loại người gian xảo vậy sao? Ờ, con biết rồi. Sư công đã dùng chiến thuật tâm lý. Leo nói rất đúng. Trong một cuộc thi 7 phần là kỹ thuật, 3 phần là tâm lý. Tâm lý công phá đối phương cũng là một chiến thuật. Ồ, vậy trong trò này có bí mật gì hay sao? Đoán đi, đoán đi. Bạn đoán không ra. Đi đây. Thật sự đoán không ra thiệt á. Hai đại cao thủ cùng giao đấu trên băng đế gỗ vào buổi trưa. Đầu tiên là lời chào hỏi điềm tĩnh. Tiếp theo. Hả? Chàng trai trẻ quả nhiên lợi hại. Ông bác, tôi thua rồi. Lúc nãy sư công đúng lợi hại thiệt á. Một ly trà đã giải quyết được anh Ray. Thì ra trong trận đấu yếu tố tâm lý là quan trọng nhất. Đúng vậy, tuy là anh Ray đã thua, nhưng thực lực của anh ta đúng là lợi hại. Mình tưởng sự tiến bộ của chúng ta đã đủ nhiều rồi, nhưng không ngờ anh Ray so với lần trước khi chúng ta gặp anh ta đã tiến bộ hơn rất là nhiều luôn. Đúng vậy, người giỏi như anh ta còn cố gắng như vậy, xem ra chúng ta muốn thắng chỉ có một cách. Là cách gì? Là phải nỗ lực hơn anh ta. Cố gắng, phấn đấu. Alo. À, em họ. Tới rồi hả? Vô đây đi, mọi người đều đang ở đây. Ta-da, mình đã về rồi đấy. Về rồi hả Jesse? Có thuận lợi không? Ừ, rất tốt. Các cậu đến sớm vậy, mình còn tưởng các cậu đang ở chỗ thi nữa. Chuyện gì vậy? Đừng nhắc nữa, mọi người đều đang chờ tin tức đó. Tụi mình còn tưởng cuộc điện thoại lúc nãy là người của ban tổ chức gọi đến. Cậu đó, đúng lúc, làm tất cả mọi người mừng hột rồi. Mình về bộ các cậu không thấy vui hay sao? Còn phải hỏi sao? Vui chứ. Nhưng mà vì cuộc thi lần này, bây giờ Troy nghe tiếng điện thoại reng là cảm thấy áp lực. Đâu có nghiêm trọng đến vậy. Trời ơi, em không nôn nóng nhưng mà anh thì có. Chuyện gì vậy? Trong thời gian mình đi, hình như các cậu đã xảy ra nhiều chuyện lắm hả? Không có phải hình như mà thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu không biết đâu. Để mình kể cho cậu nghe chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Tụi em kể cho em họ của anh nghe đi. Anh đau đầu, vô nằm nghỉ một lát đi. Cậu không biết đâu, mấy ngày cậu không ở đây. Xảy ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia bao nhiêu chuyện luôn. Wow, thì ra mấy ngày qua thú vị như vậy. Tiếc là đã bỏ lỡ. Bác Trần à, làm sao bác biết dùng cách đó để thắng anh Ray vậy? Cậu không biết đâu, rất là thần kỳ. Vì với một ly trà đã có thể thắng anh Ray rồi. Chà, ly trà đó đã được cách điệu rồi. Thật ra thì những cao thủ đi tới cấp vô địch toàn quốc á, xác suất thắng chiêu thức thôi miên đều là 50%. Vì kỹ năng cơ bản của mọi người đều vững chắc. Đúng vậy. Hơn nữa, cuộc thi đó quá đơn giản, nhưng tụi con cũng không nắm chắc phần thắng. Hôm đó thực sự rất lo. Cao thủ nói chung, sự khác biệt về kỹ thuật cũng không lớn lắm. Tất cả đều nằm ở tố chất tâm lý.
Mấy ngày trước Choi có nói cho bác biết điều khiến anh Ray khó quên nhất là cái gì. Choi có nói cho bác, đó là hương vị trà. Hey, quá nhiên là anh Ray đã bị ảnh hưởng. Ừ, phải. Lần trước Logan đến câu lạc bộ thách đấu với mình, cũng phải chịu thua mình vì tiếng bước chân của Liam mà. Sau đó cậu ấy nói với mình, cậu ấy thua mình là thua ở sự tập trung của mình. Ha ha, trùng hợp là mình phát ra tiếng bước chân đó. Ha, nhưng mà lần này mình không hề can thiệp vào, anh ta chỉ uống trà thôi. Là bởi vì ly trà này chứa câu chuyện giữa mình và anh ấy. Cái này mà cậu cũng biết. Cậu với anh Ray có chuyện gì sao? Sao con lại nhiều chuyện quá vậy? Đây là chuyện riêng của người ta, con lo tập trung thi đấu đi. Sư công nói rất đúng. À, phải rồi sư công, hôm đó bác thực sự rất lợi hại. Thì ra trong lúc thi đấu, tâm lý là quan trọng nhất. Qua chuyện này cũng muốn cho các con biết, trong một cuộc thi đấu, tâm thái còn quan trọng hơn kỹ thuật. Tuy sư công chiến thắng, nhưng mà Andre có giữ lời hứa của mình không? Mình đã quay lại toàn bộ quá trình bằng cặp mắt của mình. Nếu anh ta không giữ lời, mình sẽ viết ra thành văn bản rồi đăng lên trang bạn bè cho mọi người biết. Cậu làm việc rất bài bản. Thư ký của Ray vừa mới gọi điện thoại tới, nói là Joy phải tới ban tổ chức một mình. Ray muốn nói chuyện riêng với em ấy. Cái gì? Anh Ray dựa vào đâu chứ? Kêu Joy đến là Joy sẽ đến sao? Joy à, cứ kệ anh ta đi. Thư ký còn nói nếu như Joy không chịu thế đó thì chúng ta không được tham dự cuộc thi. Ê, dựa vào đâu chứ? Đúng là quá đáng. Joy à, cậu đừng có đi. Không sao đâu, cứ để mình đến đó. Các cậu đừng lo cho mình. Joy à, hay mình đi với cậu nha. Bác tin là Ray sẽ không có làm cái gì hết á. Joy à, cứ đi đi con. Tụi mình sẽ đi chung. Mấy đứa không cần phải đi, vì đồng quá cũng không hẳn là chuyện tốt. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom nha. Joy nè, cậu có biết trong chiêu thức nào chỉ có 3 kiểu thay đổi hay không? Trừ khi là tam. Đúng vậy, tam quyền biến. Nhìn cho kỹ nha. Cậu cũng làm thử đi. Cái này mình cũng biết rồi. Nhìn kỹ. Ủa? Đây. Đây là tam quyền biến của mình.